Nằm sâu ở cuối làng Yên Sở, có một căn nhà cổ kính chiếm một mảnh đất rộng vài mẫu. Tuy nhiên, dù được gọi là cổ, căn nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng, phần mái ngói đã sụp xuống một mảng lớn. Xung quanh nhà là cỏ dại mọc um tùm cao quá đầu người và những tán cây cổ thụ rậm rạp đến mức ánh sáng mặt trời khó lọt qua. Nhìn từ xa chỉ thấy những lùm cây um tùm phải đến gần chừng 50 mét mới thấy lộ ra vài khoảng hở của căn nhà đổ nát. Không ai còn nhớ rõ đã bao lâu căn nhà ấy không có người lui tới. Người ta không dám đến gần vì những tin đồn ma quái rùng rợn xung quanh nó. Cách căn nhà gần 100 mét, người ta đã đặt một biển cảnh báo lớn ghi rõ vùng đất nguy hiểm, tuyệt đối không được lại gần. Ngoài dòng chữ nghiêm khắc màu đỏ, còn có biểu tượng đầu lâu xương chéo khiến người xem dùng mình. Tuy nhiên, biển này chỉ để cảnh báo những người lạ vô tình đi lạc vào khu vực. Đối với dân làng yên sở, dù có thêm vàng cũng chẳng ai dám bén mảng tới gần. Có rất nhiều câu chuyện về căn nhà, mỗi người kể một khác, theo thời gian đã bị theo diệt đến mức không biết đâu là thật, đâu là hư. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn mà ai cũng đồng ý. Chủ nhân của căn nhà này không phải người Việt, mà là ông Triệu, một người gốc hoa đến đây sinh sống và xây dựng nên. Thời đó, dân làng còn rất nghèo, bữa ăn chủ yếu là khoai sắn, rau dại. Trong khi đó, nhà ông triệu sống trong cảnh giàu có ăn sung mặc sướng tiền bạc không thiếu chẳng khác nào vua chúa trong vùng vì thế những chàng trai trẻ trong làng ai cũng mong muốn được làm gia đình người hầu trong nhà ông để hưởng chút phúc phẩn tuy nhiên kỳ lạ thay ông triệu không chọn những người khỏe mạnh lanh lợi mà lại chọn lẹo một người bị câm làm người hầu lẹo vốn bị câm sau một cơn sốt nặng khi còn nhỏ từ đó người ta gọi anh là lẹo người làng bàn tán không ngớt về việc này có người cho rằng ông Triệu chọn Lẹo vì anh thật thà, dễ sai bảo, không gian xảo, nhưng phần lớn cho rằng ông chọn Lẹo vì muốn giữ bí mật trong nhà, không sợ anh tiết lộ ra ngoài. Sau này, người ta hỏi thăm mới biết, dù làm việc trong nhà ông Triệu, Lẹo chưa bao giờ được bước vào khu nhà chính, chỉ loanh quanh ở bếp, vườn và đôi khi là đầu hè. Vì vậy, mọi hoạt động trong nhà ông Triệu vẫn là một ẩn số, không ai biết chính xác ngoại trừ gia đình ông. Gia đình ông Triệu gồm vợ chồng ông và hai người con, một trai một gái tên là Kim và Khánh. Cô Kim giống mẹ, rất trắng trẻo, cao giáo. Mỗi lần cô bước ra đường đều khiến đám thanh niên trong làng mê mẩn. Ở vùng quê Lam Lũ, các cô gái thường có làn da đen sạm, thô giáp. Trái lại, cô Kim có làn da trắng mịn, thân hình đẫy đà. Mỗi lần ra đường cô thường diện những bộ sườn xám bó sát, làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ. Khánh cũng vậy, anh là một mỹ nam nổi tiếng, không chỉ có vẻ đẹp mà còn là một tay ăn chơi khét tiếng, giao du với những người giàu có trong vùng. Dân làng biết ông Triệu là một tay buôn đồ cổ, nhưng còn mơ hồ về việc ông theo một tôn giáo kỳ lạ. Vào những đêm trăng tròn, ông thường thuê người giết trâu để làm lễ, nhưng không ai biết ông làm gì với con trâu đó. Ngoài căn nhà lớn bằng gỗ quý, còn có một khu vực gọi là hậu điện mà chỉ ông Triệu được phép vào. Mỗi đêm, ông lại vào đó khoảng nửa tiếng rồi ra ngoài, chán đẫm mồ hôi, vẻ mệt mỏi. Vào những đêm trăng tròn, ông ở trong đó suốt đêm không ra. Vợ con ông từng tò mò hỏi, nhưng ông chỉ quát lên. Việc gì cần biết thì hãy biết, còn không thì đừng hỏi. Ai dám bước vào đó sẽ gánh chịu hậu quả thảm khốc, kể cả bà hay các con, rõ chưa? Bà hậu, vợ ông biết rõ tính chồng nên chỉ cần ngoan ngoãn không phạm vào những điều cấm kỵ là được. Bà cũng biết vợ trước của ông Triệu vì tò mò mà đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Đối với ông Triệu, vợ con chỉ là thứ yếu, điều ông tôn sùng và thờ tự mới là quan trọng nhất, một nghiệp mà tổ tiên ông đã theo đuổi từ lâu. Hôm đó là một đêm trăng tròn, trong khi cả gia đình ông Triệu đang dùng bữa tối, từ bên ngoài cổng vang lên tiếng gọi của thằng Lực. Ông bà Triệu có nhà không? Con mang thịt đến đây. Nghe thấy tiếng gọi, con chó mực gần cổng bắt đầu sủa vang. Đang ngồi ăn trong bếp, thằng Lẹo vội vàng chạy ra mở cổng. Đúng lúc bà Hậu cũng bước ra và nói. Lực đấy à? Mày với thằng Lẹo chuyển hết thịt vào kho cho bà. Xong rồi ra đây bà trả tiền. Vâng, nhưng mà bà ơi, lần này bà tính cho con thêm một chút. Thịt trâu đợt này lên giá, nếu tính theo giá cũ thì con thiệt quá. Bà Hậu nghiêm mặt. Thiệt gì mà thiệt? Hợp đồng mày với ông Triệu đã giao kèo từ năm ngoái. Bộ mày định phá giá phá hợp đồng à? Để tao lên nói với ông ấy." Thằng Lực vội vàng xua tay. "Ấy chết, con chỉ nói vậy thôi, nếu không được thì thôi, vẫn tính theo giá cũ vậy." Thế thì chuyển thịt vào kho mau lên, mất thời gian quá." Thằng Lẹo kéo phía trước, còn thằng Lực đẩy xe chất đầy bao tải thịt trâu vào sân. Dù đã chứng kiến cảnh này nhiều lần, bà Hậu vẫn không thể quen nổi. Bà đưa tay bịt mũi, tay kia phẩy phẩy để xua bớt mùi hôi tanh rồi nói, "Lần sau bọc kỹ vào." đừng để máu nhỏ ra sân nữa không bà trừ tiền đấy chưa kịp để thằng lẹo dọn dẹp con chó mực đã lao đến liếm máu tươi vừa nhỏ xuống đuôi quẫy tít đầy thích thú sau khi bê hết bao tải thịt vào kho cả hai quay lại cổng bà hậu hừ nhẹ rút ra đồng tiền đã chuẩn bị sẵn rồi ném xuống đất đấy tiền của mày đấy đi mau đi ghê quá thằng lực không thấy bị xúc phạm vì đã quá quen với điều này nó cúi xuống nhặt tiền cười cười rồi vội vàng rời đi bà hậu nhìn sang thằng lẹo mày đi lấy rẻ lau sạch những chỗ máu vãi xuống thằng lẹo gật đầu rồi chạy đi khi bà hậu bước lên nhà ông triệu đang nhâm nhi tách trà trên sập gụ liền hỏi chuyển hết thịt vào kho cẩn thận cho tôi chưa chuyển rồi mà chắc hôm nay ông không ngủ trên nhà đúng không ông triệu gật đầu sau khi ngồi thêm một lúc ông vào trong thay quần áo chỉnh tề búi tóc gọn gàng rồi bước về phía hậu điện vừa khi ông đi khánh đã lẻn ra khỏi nhà chuẩn bị cho cuộc gặp với mấy cậu ấm con nhà quan trên huyện. Bà Hậu chỉ biết thở dài. Trong nhà này, bà không có tiếng nói bằng con trai. Dù là mẹ, nhưng thời đó, phụ nữ chỉ như người giúp việc trong nhà. Khác mọi khi, hôm nay ông Triệu có vẻ căng thẳng, như sắp làm việc hệ trọng. Khi mở cửa kho, ông thấy bao tải thịt đã được xếp sẵn trên xe đẩy. Công việc bẩn thỉu, nặng nhọc như vậy, thường không phải việc của ông. Nhưng lần này ông đích thân làm vì không muốn ai khác vào hậu điện và quan trọng hơn là thể hiện sự tôn kính đối với điều ông thờ phụng. Chiếc xe đầy thịt trông nặng nề, nhưng ông Triệu đẩy đi không mấy khó khăn. Dù đã gần lục tuần, ông vẫn rất khỏe mạnh, nhờ rèn luyện võ thuật và sử dụng nhiều bài thuốc bí truyền để kéo dài tuổi thọ. Khu vực hậu điện, cách nhà kho khoảng 50 mét, chỉ có một lối đi nhỏ vừa đủ xe đẩy. Trời đã về khuya, ánh trăng đỏ rực khiến cảnh vật âm u ma mị gian hậu điện được thiết kế như một lăng mộ phía trước có hai con chó đá dữ tợn bên hông là hai cây đại cổ thụ và một cánh cửa lim nặng trịch với khóa đồng to bản căn nhà trông như một pháo đài bất khả xâm phạm ai cũng nghĩ rằng nơi này chứa đựng một bí mật to lớn những người xây dựng căn nhà này không phải dân địa phương mà là một toán thợ từ nơi khác sau khi hoàn thành họ rời đi và không ai còn thấy họ nữa ông triệu mở cửa bước vào trái với dự đoán bên trong không có gì xa hoa chỉ có vài cái kệ gỗ với vài món đồ cổ không mấy bắt mắt trên một kệ nhỏ gần lối vào là một chiếc đèn dầu leo lét bên dưới là vài quyển sách cũ và những ngăn khóa không rõ chứa gì ông đẩy luôn xe thịt vào trong khóa trái cửa lại rồi đẩy xe vào sâu hơn căn nhà có hành lang chạy dài dẫn đến một lớp cửa kiên cố nữa khi mở cửa Khung cảnh âm u rùng rợn hiện ra, tối om như hũ nút, không có lấy một tia sáng. Nơi đây như một thế giới khác, cách biệt hẳn với bên ngoài, khiến ai bước vào cũng dùng mình. Tuy nhiên, với ông Triệu, nơi này đã quen thuộc. Ông vẫn có thể nhìn rõ và hoạt động bình thường trong bóng tối. Có lẽ do ông có khả năng đặc biệt nhìn trong đêm. Chiếm phần lớn diện tích căn phòng là một cái giếng cổ, nhô lên nửa mét so với mặt đất. Gần miệng giếng là một tọa cụ hình tròn và một bàn hương án nhỏ, chỉ có duy nhất một bát nhang. Đây là tất cả những gì bên trong gian nhà. Ai nghe cũng sẽ khó tin rằng ông Triệu lại xây dựng một căn nhà kiên cố như vậy chỉ để che giấu một cái giếng cổ. Nhưng hành động tiếp theo của ông cho thấy điều ngược lại. Ông chỉnh lại y phục, quỳ xuống tấm tọa cụ, vái ba vái đầy thành kính và nói Thưa ngài, con mang thức ăn đến cho ngài đây. Xin ngài hãy đón nhận từ dưới đáy giếng một giọng nói ồm ồm vang lên không giống tiếng người nhưng lão triệu lại hiểu được trên mặt lão hiện ra một nét vui mừng lão hỏi ngài đã tiến hành việc đó đến đâu rồi lại một âm thanh ồm ồm vang lên ngắn hơn lần trước nghe xong niềm vui càng hiện rõ trên khuôn mặt lão triệu chỉ ba năm nữa là xong sao nếu thành công dòng họ chúng con sẽ không bao giờ quên ơn ngài nguyện đời đời cung phụng lão triệu bắt đầu ném từng bao thịt trâu xuống giếng chưa dừng lại, lão còn tự cắt ngón tay nhỏ máu xuống đó. Từ dưới đáy giếng vang lên những tiếng nhóc nhép và tiếng cười ma quái rợn người. Nếu người thường chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ khiếp sợ. Nhưng lão triệu lại khác, lòng lão tràn đầy niềm vui sướng và hưng phấn. Sau khi xong xuôi, lão đi ra ra ngoài, đến chỗ kệ gỗ, cầm lên một quyển sách cũ nát. Bia sách có bốn chữ hán màu vàng trói lọi, thuật chấn long mạch tuy nhiên nhìn kỹ mới thấy đây không phải loại sách phổ thông mà là sách quý của dòng họ cao với dấu chuyện đỏ đặc trưng cấm con cháu truyền ra ngoài ngoài dòng chữ cảnh báo cuốn sách không ghi tên ai cũng không rõ là do một tổ tiên hay nhiều đời chỉnh sửa điều này ngoài lão triệu e rằng khó ai biết cuốn sách này chỉ hữu dụng cho người chuyên nghiên cứu phong thủy trấn yểm với người thường nó chẳng khác gì một món đồ bỏ đi bởi nội dung quá cao siêu khó hiểu may mắn Dòng họ lão Triệu luôn có người có tố chất tâm linh nên tri thức này vẫn được truyền qua nhiều đời. Tuy nhiên, đến đời con trai lão, thằng Khánh thì lão không chắc nó có thể tiếp nối. Lão đã dạy nó những kiến thức cơ bản nhưng nó không nhớ nổi. Học trước quên sau như vịt nghe sấm. Điều đó cho thấy căn tính của nó rất kém, không thích hợp đi theo con đường này. Nhưng lúc này, điều đó không còn quan trọng nữa, chỉ cần lão thành công lần này mưu đồ hàng trăm năm của dòng họ sẽ được hoàn thành. Lão sẽ trở về nước, khai tông lập phái, thu nhận đệ tử để nối truyền mạng mạch. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, suốt ba năm chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi đại nguyện sắp hoàn thành, một biến cố xảy ra khiến tất cả kế hoạch của lão và dòng họ đổ vỡ. Đêm đó, trời trăng tròn nhưng tối mịt, không có dù chỉ một tia sáng yếu ớt. Thỉnh thoảng, tiếng sấm chớp nổ vang từ trời cao. Nằm co do ở xó bếp, thằng lẹo kéo mảnh chăn cũ lên ngang ngực cho ấm nhưng gió lạnh vẫn lùa qua khe hở khiến nó run lên từng chập bất ngờ một tia sét chói lòa sáng rực cả bầu trời thằng lẹo sợ hãi bật dậy mặt tái nhợt từ nhỏ đến lớn nó không sợ ma không sợ cọp chỉ sợ duy nhất sấm sét mỗi lần trời mưa sấm sét nó lại rút xuống gầm giường run dậy đến khi trời tạnh khi lớn lên tuy không còn sợ đến thế nhưng mỗi lần nghe sấm sét nó vẫn hoảng hốt từ tối nó đã buồn đi tiểu nhưng cố nhịn nhưng giờ đây bằng quang căng cứng, dì ra một ít nơi đũng quần, nó nắm chặt tay, lưỡi líu lại cố nhịp. Nhưng nhịn tiểu thì không thể lâu hơn, đến khi không thể chịu nổi nữa, thằng lẹo vội mở cửa bước ra ngoài. Sau khi xong việc, nó vội vàng chạy vào xó bếp. Nhưng chỉ một lát sau, nó nghe tiếng con mực nhà lão triệu sùa in ỏi giữa tiếng mưa gió. Lần nữa, nó đẩy cửa bước ra. Con mực nhìn rất dữ tợn, ánh mắt long lên, gầm gư về phía khu vực hậu điện, như thể có thứ gì đó khiến nó sợ hãi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu thằng lẹo có khi nào trộm đột nhập nếu đúng thì đó là chuyện lớn nếu mất mát gì ngày mai ông bà triệu sẽ đổ tội lên đầu nó bị đánh hay thậm chí đuổi việc nhưng nếu ra kiểm tra mà bị ông triệu phát hiện hậu quả cũng khó lường nó lo lắng đấu tranh tư tưởng cuối cùng quyết định ra kiểm tra nó nghĩ giữa đêm mưa gió thế này việc ông triệu phát hiện là khó xảy ra khi tới gần nhà kho tay thằng lẹo đã ướt đẫm mồ hôi nó mấy lần định quay lại nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục càng đến gần nó càng cảm nhận lạnh lẽo tê tái đi được ba bước nó lại đứng im nghe ngóng bỗng nhiên nó nghe thấy âm thanh ồm ồm phát ra phía sau con chó thi thoảng vẫn sủa nhưng không dám bước theo khi tới gần căn nhà thằng lẹo chắc chắn âm thanh phát ra từ bên trong cánh cửa khép chặt ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói qua khe cửa lấy hết can đảm nó nhìn vào trong chỉ thấy vài cái kệ gỗ không thấy bóng dáng ông triệu nhìn sâu hơn chỉ thấy tối om như hũ nút nếu không có ông triệu thì thằng lẹo là người thứ hai thấy cảnh trong căn nhà lẽ ra lúc này nó đã có thể an tâm quay về vì chắc chắn không có trộm nhưng sự tò mò trong lòng nó lại bùng lên muốn khám phá xem tiếng gì và ông triệu đang làm gì nó ý thức rõ hành động của mình nếu bị ông triệu phát hiện hậu quả sẽ khôn lường trước giờ nó không phải thằng gan to nhưng ai cũng có bản năng tò mò. Lúc này, bí mật lớn kia đã ở ngay trước mắt. Thằng Lẹo đi vòng ra phía hông nhà, đến gần gian trong thì dừng lại. Nhìn lên gần nóc nhà, thấy một cái lỗ thoáng nhỏ bằng miệng chén. Đây là lỗ thông khí duy nhất của gian này, nếu không có, ông Triệu sẽ chết ngạt. Lỗ đó cao gần 3 mét, gần đó có một gốc cao già, nếu trèo lên, thằng Lẹo nghĩ mình có thể nhìn vào trong. Mưa vẫn rơi lộp độp, cây cao trơn trượt, sau một hồi vất vả, thằng Lẹo mới trèo lên được. Nhìn vào trong khó hơn nó tưởng, vì lỗ cao, nhỏ và tường dày tạo thành đường ống, chỉ có thể nhìn thẳng chứ không thể nhìn chéo xuống. Thêm nữa, dù nhìn được cũng chẳng thấy gì, vì bên trong tối om, không có ánh sáng. Cố nhoài người, mở hết mắt nhìn thêm lần nữa, thằng Lẹo quyết định bỏ cuộc rồi trèo xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt nó vừa thu lại, một tia chớp sáng rực trời lói lên, khiến nó chết sững. Phía trong lỗ, một con mắt đỏ lòm đang nhìn nó chừng chừng, Ánh mắt ấy khiến nó muốn đứng tim. Nó hét lên, rồi ngã bịch xuống đất từ độ cao gần 3 mét. Cổ chân trái lập tức bị trẹo, đau đớn, nó vội vùng dậy bỏ chạy. Nhưng mới chỉ lết ra tới cửa chính, lão triệu đã đứng đó chặn đường. Đôi mắt lão lúc này tói lửa, sát khí hừng hực, như muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức. Biết mình đã phạm vào điều cấm kỵ, lẹo lập tức cúi dạp xuống đất, chắp tay lại sống xin tha mạng. Lão tiến từng bước tới gần nó, sau cùng thốt ra một câu khiến lẹo run rẩy. Nếu mày muốn biết trong đó có gì, thì hãy đi theo tao. Lẹo vội vã lắc đầu, định nói không dám, nhưng lão gằn giọng: Hoặc mày đi theo tao, hoặc mày sẽ chết ngay lập tức. Không còn lựa chọn nào khác, lẹo đành bước đi, biết rằng vào đó lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn bám lấy chút hy vọng mong manh. Mỗi bước đi của lẹo như bước vào địa ngục, run rẩy và lảo đạo, khi bước vào căn phòng đầu tiên, Lẹo không dám nhìn xung quanh, chỉ cúi gằm mặt, từng bước nặng nề tiến tới. Cánh cửa gỗ lim kêu lên ken két, tựa như cánh cửa địa ngục đang mở ra đón Lẹo. Một mùi hôi tanh nồng nặc lập tức sộc vào mũi, khiến hắn đứng chết chân. Trước mắt hắn là một con cóc khổng lồ, to bằng cái mâm, toàn thân đỏ rực như dung nham, ngồi lù lù trên miệng giếng. Hai con mắt to như miệng bát nhìn chằm chằm vào Lẹo, lưỡi dài ngoằng thụt ra thụt vào như đang thèm thuồng. Lão Triệu chắp tay cung kính trước con cóc rồi nói Bầm ngài Tên này đã rình mò bên ngoài Nay con đã bắt được Xin ngài định đoạt hình phạt Từ trong cổ họng con cóc Một âm thanh ồ mồm phát ra Lẹo không hiểu Nhưng cảm thấy như đó là một bản án tử hình dành cho mình Lẹo không chần chừ, Quay đầu bỏ chạy nhưng đã muộn Cái lưỡi từ miệng con cóc bắn ra nhanh như điện Quấn chặt lấy lẹo rồi kéo lại Lẹo hoảng loạn vùng vẫy La hét nhưng vô ích cái lưỡi quấn chặt đến mức mặt lẹo chuyển sang thâm đen. Khi toàn thân hắn đã bất động, con cóc há miệng nuốt chửng hắn vào bên trong. Lão Triệu đứng bên, mặt không biến sắc. Đó chính là kết cục của kẻ dám xâm phạm khu vực cấm địa. Ngay cả vợ con lão cũng không ngoại lệ. Sau khi nuốt chửng con mồi, con cóc để lộ những đường vân đáng sợ trên thân. Âm thanh ồm ồm tiếp tục phát ra từ miệng nó. Lão Triệu lộ vẻ lo sợ, nói, Ngài yên tâm, con cam đoan từ giờ sẽ không để chuyện này tái diễn nếu không hình phạt xin ngài định đoạt sau khi âm thanh ồm ồm dừng lại cơ mặt lão triệu mới giãn ra chút ít con cóc quay người nhảy thẳng xuống miệng giếng và biến mất trả lại sự tĩnh lặng vốn có trong căn nhà lão triệu cũng lặng lẽ bước ra ngoài khóa chặt cửa thay bộ quần áo khác rồi trở về giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra sáng hôm sau bà hậu gọi mãi không thấy lẹo đâu khẽ lào bào không biết cái thằng chết dẫm này bỏ đi đâu mà từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi đúng lúc đó ông triệu bước ra nhìn bà rồi bảo không cần tìm nữa nó sẽ không trở về đâu bà hậu ngạc nhiên ông bảo sao không về là sao nó chết rồi lão triệu lạnh lùng đáp cái cái gì nó chết rồi sao đúng vậy đó là kết cục của kẻ dám tự ý xâm phạm khu vực cấm địa nghe thái độ bình thản của lão bà hậu cũng dấy lên chút ghê sợ rồi dè dặt hỏi Vậy cái xác của nó đâu? Chuyện này ông định xử trí thế nào? Yên tâm, đã xử lý sạch sẽ. Nếu ai hỏi, bảo rằng đêm qua nó ra ngoài rồi mất tích không trở về. Còn chính quyền, tôi sẽ lo liệu. Lão Triệu tưởng rằng mọi việc sẽ trôi qua dễ dàng, nhưng không ngờ một biến cố đã xảy ra. Mẹ của Lẹo, bà Ngàn, sống cảnh mẹ góa con côi bao năm. Dù Lẹo không phải đứa con giỏi giang, nhưng là đứa con duy nhất, là niềm hy vọng duy nhất của bà trên đời. Khi thấy con mất tích vô cớ, bà nghi ngờ việc này có liên quan đến lão triệu. Dù thân cô thế cô, nghèo khó, bà vẫn không bỏ cuộc, lóc cóc lên huyện kêu oan. Nhưng bà chỉ nhận lại những lời xỉ vả của quan tri huyện. Mụ già kia, mụ có chứng cứ gì mà dám vu oan cho người khác? Vụ này đã được phân xử, việc con mụ mất tích không liên quan đến ông Triệu. Nếu mụ còn dám đến đây gây phiền, đừng trách ta, cút về đi. Dù bị đánh thừa sống thiếu chết, bà Ngàn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục kêu oan. Đến khi quan tuần phủ Đỗ Minh về làng Yên Sở thị sát, bà mới có cơ hội. Khi thấy kiệu của quan, bà lập tức quỳ xuống đất, dập đầu khóc lóc kêu oan. Vị quan thấy lạ, cho dừng kiệu xuống hỏi. Này bà cụ, bà có biết hành động chặn đường mệnh quan triều đình là đáng tội chết không? Bẩm quan, con dù có phải bỏ mạng già này, cũng nhất định kêu oan cho bằng được. Xin quan soi xét, con trai con chết oan lắm. Vậy tại sao không trình báo lên các quan địa phương Dạ con đã trình báo nhưng không ai điều tra Còn quy kết con tội vu oan Đánh cả con Quan tuần phủ cao mày Lại còn có chuyện vô pháp vô thiên như vậy sao Thôi được Bà hãy đứng dậy nói rõ đầu đuôi Nếu đúng có oan tình Ta sẽ phân xử giúp Nhưng nếu không ta sẽ xử tội vu khống Cản trở công vụ Bà ngàn nước mắt ngắn dài kể hết mọi chuyện Quan tuần phủ độ minh nghe xong trầm ngâm Thấy có điểm mở ám Ông nói Hiện giờ ta có việc khi xong sẽ đích thân đến, bà yên tâm. Bà ngàn cảm động quỳ lại liên tục. Khi kiệu quan đi hẳn, bà mới lững thững về nhà. Chiều muộn hôm ấy, sau khi kiểm tra đê điều xong, quan tuần phủ cho gọi quan tri huyện đến, còn bản thân ông thì trực tiếp tới nhà lão triệu. Khi thấy quan đến, cả nhà lão triệu không khỏi bất ngờ, nhưng ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cung kính quỳ xuống, ông triệu nói. Dạ thưa ngài, Gia đình chúng con không biết ngài đến, thật thất lễ khi không kịp ra nghênh đón từ xa, mong ngài lượng thứ." Quan tuần phủ nói. "Không sao, hôm nay ta đến đây vì công vụ, có một bà cụ nói rằng con trai bà làm thuê cho nhà ông rồi mất tích một cách bí ẩn, việc này có đúng không?" Lão Triệu bình tĩnh đáp, "Dạ, đúng là có việc này, nhưng hắn tự ý bỏ đi, gia đình chúng con hoàn toàn không biết gì cả. Vụ này đã được báo lên quan địa phương và người nhà hắn và quan tri huyện đã xét xử tuyệt đối không có oan khuất gì đâu ạ quan tuần phủ gật đầu ta luôn xử án công bằng sẽ không chỉ nghe từ một phía nếu ông trong sạch ta sẽ không gây khó dễ bước vào nhà quan tuần phủ quan sát khắp nơi và nhận thấy lão triệu thuộc hàng gia đình danh giá giàu có khi biết lão là người gốc tàu ông không khỏi ngạc nhiên vậy ra ông không phải là người nước nam ông hỏi dạ Gia đình chúng con có chút tiếng tăm bên kia. Trong một lần qua nước Nam, thấy cảnh sắc đẹp đẽ nên con quyết định ở lại lập nghiệp tại đây." Lão Triệu trả lời. Trong lúc chờ quan tri huyện đến, hai người tiếp tục trò chuyện. Quan tuần phủ không chỉ ngạc nhiên trước sự am hiểu sâu rộng của lão Triệu về các loại đồ cổ, mà còn nhận ra lão rất thông thạo về phong thủy và tướng số. Mặc dù lão Triệu chỉ nói qua loa nhưng cũng đủ khiến ông phải nể phục. Quan Tuần Phủ tin rằng Lão Triệu là một người không tầm thường, có thể lão ta còn là một thầy Pháp tài giỏi. Sau khoảng một canh giờ, quan tri huyện đến nơi với vẻ lo lắng. Sau khi làm lễ, lão nói sao hôm nay đại nhân đến mà không báo trước để hạ quan đón tiếp chú đáo. Quan Tuần Phủ xua tay, không cần thiết, theo lệnh triều đình ta đến thị sát đê điều và nắm bắt tình hình an sinh trong khu vực, dẫn ông theo sẽ mất đi tính khách quan. Nhưng yên tâm, mọi chuyện đều ổn. Nghe vậy, quan tri huyện thở vào nhẹ nhõm và nói: Hạ quan luôn tận tụy yêu dân như con, công việc được giao không bao giờ dám lơ là, đặc biệt là việc đê điều liên quan đến an nguy của bá tánh. Quan tuần phủ nói chuyện đó tạm thời không nhắc đến. Hôm nay ta gọi ông đến vì có việc khác. Sáng nay có người kêu oan rằng con trai bà ấy mất tích tại nhà ông triệu. Nghe nói vụ án này ông đã xét xử rồi, đúng không? Nghe đến đây, viên quan huyện khẽ nhìn ông Triệu như để thăm dò. Lão Triệu lập tức ra hiệu, rồi quan huyện mới lên tiếng. Dạ đúng là có chuyện đó, nhưng hạ quan đã điều tra kỹ càng, không có liên quan gì đến gia đình ông Triệu. Có lẽ mẹ hắn vì quá thương con nên đặt điều vu an cho ông ấy. Xin ngài minh xét. Quan Tuần phủ hỏi. Khi nãy ông Triệu nói rằng hắn bị câm nhưng đầu óc bình thường, không lý nào lại mất tích một cách vô cớ như vậy. Ông đã cho người lục soát tìm kiếm chưa?" Quan huyện trả lời, "Dạ bẩm, hạ quan đã cho người lục soát khắp nơi nhưng không tìm thấy hắn, khả năng cao hắn đã rời khỏi khu vực." Quan tuần phủ nói, "Điều đó có thể, nhưng cũng còn khả năng hắn đã chết." Viên quan huyện lắp bắp, "Dạ, đúng là có khả năng đó." Điều mà lão Triệu và quan tri huyện lo lắng nhất cuối cùng cũng đến khi quan tuần phủ quyết định lục soát nhà lão Triệu để tìm chứng cứ. Viên quan huyện ngập ngừng dạ việc này việc này chưa biết trả lời sao ông triệu nhanh chóng chen ngang dạ thưa ngài trần đại nhân đã cho người kiểm tra kỹ rồi ạ à. quả thật không phát hiện được gì cả quan tuần phủ nghiêm mặt hỏi tôi đâu có hỏi ông trần huyện lệnh ông nói đi ông đã cho người kiểm tra chưa viên quan huyện lúng túng dạ dạ rồi ạ à. có cho người kiểm tra rồi ạ à. quan tuần phủ hỏi lại có đúng như vậy không quan huyện lúng túng trả lời dạ đúng quả thật không phát hiện được điều gì cả. Quan Tuần phủ gật đầu, "Ta không nghi ngờ ông làm việc thất trách, nhưng để cho khách quan, hôm nay ta sẽ đích thân kiểm tra lại. Nếu phát hiện ông nói dối hoặc bao che, ta sẽ trị tội theo vương pháp." Đỗ Minh, quan Tuần phủ nổi tiếng thanh liêm và nghiêm khắc là nỗi khiếp sợ của bọn tham quan. Lão Triệu từng muốn mua chuộc ông nhưng chưa dám, vì sợ thất bại sẽ tự thừa nhận mình có điều khuất tất lão triệu tự tin rằng mình đã móc nối hệ thống quan lại từ cấp huyện trở xuống nên dù phạm tội gì pháp luật cũng khó lòng sờ đến nhưng lần này lão đã phạm sai lầm nghiêm trọng nếu biết trước lão không đời nào để bà ngàn có cơ hội gặp quan tuần phủ sau khi lục xoát trên nhà dưới bếp mà không tìm thấy gì quan tuần phủ nhìn ra phía cuối vườn và hỏi căn nhà ở cuối vườn kia là gì lão triệu vội trả lời dạ đó là từ đường của gia đình chúng con quan tuần phủ ngạc nhiên từ đường sao lại xây ở cuối vườn?" Lời nói ấy khiến ông nghi ngờ, ông nói, "Ta xuống đó kiểm tra được chứ?" Lão Triệu ngập ngừng, "Dạ, nhưng việc này có chút bất tiện. Nhưng ngài cũng biết, những nơi thờ tự linh thiêng thường có điều cấm kỵ, nhất là để người lạ xông vào. Điều ấy không hay, mong ngài xem xét." Quan tuần phủ gật đầu, "Ta hiểu, nhưng vụ án này liên quan đến tính mạng con người, không thể làm qua loa. Mong ông hiểu cho." Quan tuần phủ ra lệnh cho hai lính đi kiểm tra từ đường. Lão Triệu nháy mắt ra hiệu cho vợ. Hiểu ý, bà hậu vào trong nhà, lát sau trở ra, tay cầm một hộp gỗ khá lớn đưa cho Lão Triệu. Lão Triệu bước đến chỗ quan tuần phủ, nở nụ cười. Dạ thưa ngài, hôm nay ngài đến đây, gia đình chúng con chẳng có gì nhiều, gọi là chút lộ phí biếu ngài. Mong ngài nhận cho. Quan tuần phủ nghiêm nghị hỏi, cái gì đây? Lão Triệu nói, dạ chỉ là chút lễ mọn, mong ngài không từ chối nói rồi lão triệu mở hộp gỗ ra bên trong đầy vàng bạc và đá quý quan tri huyện đứng bên cạnh nhìn thèm thuồng nuốt nước miếng nhưng quan tuần phủ mặt không biến sắc ông nhìn lão triệu và nói ông có biết hành động này là hối lộ mệnh quan triều đình không nếu không mau cất đi đừng trách ta vô tình lão triệu vẫn cố nài ấy chết ngài hiểu lầm rồi đây chỉ là chút lòng thành của gia đình chúng con chẳng đáng là bao mong ngài nhận cho Quan tuần phủ nghiêm giọng, nếu ông tiếp tục, ta sẽ cho người gô cổ ông lại và trị tội hối lộ mệnh quan triều đình. Mặt lão triệu biến sắc, đúng là không thể dùng tiền mua chuộc đỗ minh như lời đồn đại. Có lẽ ông ta là một trong số ít vị quan thanh liêm còn sót lại. Biết rằng kế hối lộ đã thất bại, lão triệu liền suy tính đến một kế sách khác. Khi đến khu hậu điện, hai tên lính phát hiện cửa bị khóa chặt, liền quay lại báo cáo. Quan tuần phủ bấy giờ quay sang lão triệu ra lệnh. Ông mau lấy chìa khóa mở cửa ra để ta kiểm tra." Lão Triệu cúi đầu, giọng đầy lo lắng, "Thưa ngài, nơi đó là chỗ thờ tự linh thiêng, mở cửa ra sẽ không hay đâu, mong ngài suy nghĩ lại." Quan tuần phủ càng nghi ngờ, ông càng chối từ, ta càng chắc chắn ông đang che giấu điều gì, không cần nhiều lời nữa, mau mở cửa. Lão Triệu biết không thể từ chối đành tuân lệnh. Khi cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng giống như thư phòng, bày biện đơn giản nhưng ngăn nắp. Những món đồ ở đây quý giá hơn nhiều so với những gì trong nhà chính, khiến tuần phủ đoán rằng Lão Triệu đã xây dựng nơi này để giấu của cải. Nhìn quanh, quan tuần phủ chú ý đến một cuốn sách cụ chuyên giá. Cầm lên xem, ông hiểu ra Lão Triệu có được sự uyên bác là nhờ những cuốn bí tịch cổ này. Ông hỏi, những cuốn sách này từ đâu mà có? Lão Triệu đáp, dạ, đây là gia bảo tổ tiên chúng con truyền lại, không có gì sai trái đâu ạ. Quan tuần phủ gật đầu, không sao ta chỉ tò mò thôi lão triệu hỏi vậy bây giờ chúng ta có thể ra ngoài được chưa ạ nhìn về phía bên trong tuần phủ nói không phải vẫn còn một gian nữa sao mở nốt ra để ta kiểm tra lão triệu do dự thưa ngài trong đó không có gì cả hơn nữa mùi hôi tanh trong đó rất khó chịu sợ sẽ làm ngài khó chịu quan tuần phủ ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì lão triệu đã giải thích thưa ngài nơi đó từng là một cái giếng cổ khi xây từ đường con không dám lấp giếng sợ động lòng mạch quả thực không có gì đâu ạ à. quan tuần phủ bình thản đáp ta muốn xem cái giếng ấy trông như thế nào ông cứ mở ra không sao cả lão triệu miễn cưỡng tiến đến mở cửa nhưng trước khi làm lão bí mật niệm một câu chú và bắt ấn dù lão hành động kín đáo quan tuần phủ vẫn nhận ra và lập tức cảnh giác khi cửa vừa mở một mùi hôi tanh sọc ra khiến tất cả đều khó chịu quan huyện vội chạy ra xa còn các lính canh lùi lại không dám tiến vào. Lão Triệu nói, ngài cũng thấy rồi, chỗ này vô cùng hôi tanh, ấu uế, không có gì đâu ạ. À. Giờ chúng ta có thể ra ngoài được chưa? Quan Tuần Phủ lắc đầu. Không được, ta vẫn muốn kiểm tra. Người đâu hãy đốt đuốc vào trong đó xem xét. Hai tên lính miễn cưỡng nghe lệnh, đốt đuốc và bước vào. Mùi hôi nồng nặc khiến họ nhộn nhạo, dù đã cố bịt mũi. Khi thả bó đuốc xuống giếng, họ không nhìn thấy đáy vì giếng quá sâu quan tuần phủ ra lệnh buộc đuốc vào dây thừng rồi thả xuống đứng bên cạnh lão triệu bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn ánh mắt lão lộ rõ sự độc ác khi bó đuốc thả sâu xuống đám lính vẫn không nhìn thấy đáy giếng đột nhiên một tên lính hét lớn cứ tôi với có ma có ma kéo lên kéo lên nhưng đã quá muộn từ đáy giếng một con cóc khổng lồ nhảy vọt lên nuốt chừng tên lính tất cả những người còn lại đều kinh hãi Lão Triệu liếc nhìn họ, giọng lạnh lùng, các ngươi ép ta phải ra tay, các ngươi tự tìm cái chết. Quan Tuần Phủ tức giận quát, ngươi dám nói năng sắc sược như vậy sao? Lão Triệu bật cười lớn, không còn vẻ khúng núm sợ sệt như trước. Lão hiện nguyên hình là một kẻ ngang tàng, bá đạo. Hôm nay, ai sống ai chết còn chưa biết. Nếu các ngươi đã dám vào đây, đừng mong ra ngoài. Quan Tuần Phủ gằn giọng, ngươi định làm gì, ngươi muốn tạo phản sao? Lão Triệu lạnh lùng đáp, không cần nói nhiều nữa đi chết đi ngay khi nói dứt câu lão triệu liền đóng sập cửa quyết tâm không để ai sống sót rời khỏi mấy tên lính vội vàng lao vào tấn công nhưng lão đã nhanh chóng rút ra một thanh đoàn kiếm để đối phó lão triệu không chỉ là bậc thầy về phong thủy và bói toán mà còn tinh thông võ nghệ xứng danh cao thủ dù tuổi đã cao nhưng động tác của lão vẫn cực kỳ mau lẹ chỉ với vài thế võ đơn giản lão đã hạ gục mấy tên lính khiến chúng lăn lộn đau đớn không còn sức phản kháng viên quan huyện thấy tình thế nguy cấp co rúm lại ở một góc phòng mặt tái mét hắn quỳ xuống run rẩy cầu xin lão triệu tha mạng nhưng trước khi hắn kịp thốt lên lời một đường kiếm sắc bén đã xẹt qua cổ họng máu phun trào hắn chết ngay tại chỗ chứng kiến cảnh tượng đó tuần phủ đỗ minh phẫn nộ hét lớn tên phản tặc to gan dám giết hại mệnh quan triều đình hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải trả giá dứt lời ngài nhặt lấy một cây giáo và lập tức lao vào tấn công lão triệu lão triệu không ngờ rằng đỗ minh cũng là một cao thủ võ nghệ không hề thua kém mình trước giờ lão luôn coi thường đám quan lại nghĩ rằng chúng chỉ biết bắt nạt dân lành và khua môi múa mép nhưng sự thật khác xa tưởng tượng của lão đỗ minh vốn xuất thân từ một gia đình võ nghệ từ nhỏ đã kinh qua nhiều đấu trường và luôn giành được chiến thắng hai người giao đấu mãnh liệt kẻ đâm người chém, tay đấm chân đá qua lại hàng trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Nếu cuộc chiến cứ tiếp tục thế này, chưa ai biết được kẻ nào sẽ giành chiến thắng. Nhưng rồi, một biến cố bất ngờ đã xảy ra, làm cán cân nghiêng hẳn về phía lão triệu. Từ dưới giếng, một con cóc khổng lồ bất ngờ nhảy vọt lên, ngồi trồm hỗn trên miệng giếng. Ngay khi thấy con cóc, lão triệu cười lớn, chắp tay cung kính rồi nói, Ngài này hơi khó đối phó, xin ngài trợ giúp ta một tay con cóc phát ra một tiếng ồm ồm lão triệu nghe xong thì mừng rỡ quay sang đỗ minh nói ta thừa nhận ngươi có bản lĩnh nếu chỉ đấu tay đôi chưa chắc ai thắng ai nhưng với sự trợ giúp của ngài hôm nay ngươi cầm chắc cái chết dù biết mình đang gặp nguy hiểm đỗ minh vẫn kiên cường đáp lại dù có phải chết tại đây ta cũng sẽ ngăn cản các ngươi đạt được mục đích lão triệu nhếch mép cười lạnh vậy thì để ta xem ngươi có thể cầm cự được bao lâu lão triệu tiếp tục tấn công mãnh liệt trong khi con cóc như một mũi tên độc chờ cơ hội để đánh lén trong căn phòng tối tăm tiếng kim loại va chạm nhau liên hồi những tia lửa xẹt qua như ánh sao cuộc chiến giữa hai cao thủ thực sự diễn ra căng thẳng khi lão triệu dồn đỗ minh vào sát chân tường con cóc bất ngờ phun ra một bãi dịch nhảy đen ngòm bốc mùi hôi thối khủng khiếp dù đã chuẩn bị tinh thần đỗ minh cũng không tránh khỏi việc bị chất dịch dính vào chân nơi đó lập tức bỏng rát, y phục ngoài nhanh chóng bị ăn mòn. Lão Triệu không ngừng tấn công, trong khi con cóc vẫn rình rập như một con quái thú đang chờ thời cơ. Biết rằng tình thế này không thể kéo dài, Đỗ Minh hiểu rằng mình phải tìm cách trốn thoát. Tuy nhiên, cánh cửa phòng đã bị Lão Triệu khóa chặt là lối duy nhất để ra ngoài. Khi Lão Triệu chuẩn bị tấn công, Đỗ Minh nhanh như chớp rút ra ba cây phi châm, phóng thẳng về phía Lão. Nếu là người thường, sẽ không thể tránh khỏi ở khoảng cách gần như vậy, nhưng lão Triệu với thân pháp cao siêu vẫn kịp thời đỡ được bằng thanh kiếm. Dù không giết được lão Triệu, Đỗ Minh đã đủ thời gian tiếp cận cánh cửa. Ngài nhanh chóng phi thân tới, phóng tiếp ba cây châm để ngăn cản lão Triệu, sau đó dùng giáo đâm mạnh vào ổ khóa. Ngay khi ổ khóa bung ra, con cóc từ miệng phun ra bãi chất dịch lớn, nhắm thẳng vào đầu Đỗ Minh. Tốc độ của con cóc rất nhanh, lại thêm Đỗ Minh đang phân tâm nên không thể né tránh. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như vô vọng, bất ngờ một người lính lao tới chắn đỡ. Chất dịch ngay lập tức ăn mòn khuôn mặt hắn, khiến lộ ra cả xương sọ. Hắn chỉ kịp hét lên vài tiếng rồi đổ gục xuống đất, chết ngay tại chỗ. Đó là một trong những cận vệ trung thành nhất của Đỗ Minh. Nhìn hắn hy sinh, lòng ngài đau đớn, nhưng không thể trần trừ. Đỗ Minh nhanh chóng đạp cửa và lao ra ngoài lão triệu tức tốc đuổi theo quyết tâm truy sát đến cùng khi lão lao ra đến cổng thấy đỗ minh đã chạy xa lão hiểu rằng việc truy sát đã thất bại lão triệu lập tức quay lại lên kế hoạch đối phó sau khi thoát khỏi đó đỗ minh lập tức báo cáo lên triều đình quân đội nhanh chóng được điều động vây chặt làng yên sở không để bất cứ ai ra vào vợ con lão triệu bị bắt nhưng lão đã biệt tích dù đã lật tung cả ngôi làng tung tích lão vẫn là một ẩn số về cái giếng dù đã thử nhiều cách nhưng không ai có thể tiếp cận được bây giờ chỉ cần bước vào phòng đầu óc lập tức say sẩm nôn mửa ngất xỉu chỗ đó giờ đây đầy chứng khí vô cùng nguy hiểm cuộc tìm kiếm lão triệu vẫn tiếp diễn phạm vi được mở rộng nhưng không có kết quả thượng thư lý hà người được cử đến giám sát nhìn đỗ minh hỏi có khi nào lão triệu trốn trong đó đỗ minh suy nghĩ rồi đáp chỗ đó giờ đầy chứng khí người thường không thể sống sót Lão Triệu có giỏi đến mấy cũng khó lòng trụ được." Lý Hà khẽ lắc đầu, "Ta không chắc, những cuốn bí tịch trong nhà lão Triệu vô cùng thâm sâu, tổ tiên lão hẳn là bậc kỳ tài mới để lại kho tàng quý giá như vậy." Đỗ Minh gật đầu, "Đúng, nhưng lão Triệu vẫn là người, khí độc ở đó không thể nào chống lại." Lý Hà lắc đầu, "Ông không biết đấy thôi, trong những bí tịch cổ có ghi lại nhiều phương pháp khai mở tiềm năng con người, thậm chí biến mình thành quỷ để kéo dài tuổi thọ." Việc lão sống sót trong đó chỉ là chuyện nhỏ. Đỗ Minh kinh ngạc. Thật sao? Nếu vậy, việc này quả là rắc rối. Lý Hà đáp. Đúng vậy, đối phó với tà tu không thể chỉ dựa vào con người, cần thình những cao nhân trợ giúp. Đỗ Minh hỏi. Nhưng tìm họ ở đâu? Lý Hà vuốt râu nói. Ta tin rằng họ đã xuất sơn và đang trên đường tới đây. Đỗ Minh vẫn chưa tin tưởng, hỏi lại. Dựa vào đâu ngài chắc chắn vậy? Lý Hà cười đáp. Dựa vào niềm tin, nước Nam luôn có những bậc kỳ tài ẩn thân. Khi đất nước lâm nguy, họ sẽ xuất hiện. Ông cứ chờ mà xem. Đúng như dự đoán của Thượng Thư Lý Hà, ba ngày sau, ở cổng làng Yên Hạ xuất hiện ba người lạ mặt. Mỗi người đều cầm một thanh kiếm cổ, lưng đeo tay nải, rõ ràng là từ phương xa đến. Sau khi quan sát bầu trời, một người trong số họ nói, đúng chỗ này rồi, mọi người mau tiến lên. Bước đi của họ nhẹ nhàng, như thể đang lướt trên mặt đất. Họ nhanh chóng tiến thẳng đến nhà lão Triệu, nơi đã được lính canh chặt chẽ. Vừa nhìn thấy ba người đến, Thượng thư Lý Hà bước ra chào đón, chắc chắn rằng đây chính là những người mà ông đang chờ. "Xin chào ba vị, tôi là Lý Hà, không biết các vị đến từ đâu?" Một người trong họ chắp tay cung kính trả lời, "Chúng tôi là đạo sĩ từ trên núi. Vài ngày trước, khi thấy tà khí ngút trời, long mạch bị đứt, chúng tôi đã bấm quẻ và biết rằng nơi này có một kẻ tà tu lộng hành." vì vậy chúng tôi vội vàng đến đây đứng bên cạnh tuần phủ đỗ minh không khỏi kinh ngạc những gì thượng thư nói trước đây đều rất chính xác vậy các vị có biết kẻ đó đang làm gì không qua quẻ bói chúng tôi biết kẻ đó đang thi triển một tà thuật gọi là trấn tinh long khí dùng tà tinh để cắt đứt long mạch phá tan linh khí của nước nam nghe vậy đỗ minh và thượng thư đều dùng mình nếu kẻ đó thành công vận khí của nước nam sẽ bị hủy hoại Vị đạo sĩ tiếp tục, nơi này gần Kinh Thành, việc phá Long Mạch chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Kinh Thành. Nhưng việc phá hủy vận khí của nước Nam không phải dễ. Còn nhiều nhánh Long Mạch khác hướng về Kinh Thành, đây chỉ là một trong số đó. Nghe vậy, Thượng Thư Lý Hà chợt nhớ đến những hiện tượng kỳ lạ trong Kinh Thành gần đây. Quý Phi liên tục xảy thai, Hoàng Thượng thường xuyên bị cảm mạo, mà Thái Y không tìm ra nguyên nhân. Ông hỏi, Vậy các vị có biết kẻ đó đang trốn ở đâu không? Chúng tôi đã cho người lục soát khắp nơi mà vẫn không tìm ra hắn. Theo chúng tôi biết, hắn vẫn chưa đi đâu, vẫn ở cùng với Tà Tinh. Nghe đến đây, Đỗ Minh kinh ngạc. Ông không ngờ lão Triệu lại có thể sống trong một nơi đầy độc khí như vậy. Đúng như thượng thư đã nói, những kẻ tà tu này có khả năng đặc biệt khác hẳn với người thường. Đúng lúc đó, mặt đất rung chuyển và một âm thanh ầm ầm vang lên. Một đạo sĩ hô lớn: không ổn rồi, chắc chắn kẻ đó đang thi pháp để đẩy nhanh tốc độ phá hủy lòng mạch. Chúng ta phải hành động ngay. Ba người lập tức lao vào nhà lão triệu, nhanh chóng cắm cờ tạo thành những vòng tròn đồng tâm hướng về phía hậu điện. Sau đó họ ngồi xuống, rút kiếm ra thực hiện những động tác giống nhau khiến những mũi kiếm xoay chuyển biến ảo. Đứng xa quan sát, những người triều đình không khỏi toát mồ hôi, mặt đất rung lắc dữ dội mây đen kéo về làm tối sầm quang cảnh gió thổi mạnh sấm chớp vang rền từ giếng cổ một luồng khói đen phụt lên lẫn trong đó là tiếng ma kêu quỷ khóc không ổn rồi mau bay thiên võng trận phong tỏa nơi này lại tuyệt đối không để quỷ khí lan rộng ba người đạo sĩ cùng cắt máu tế kiếm cắm kiếm xuống đất tạo thành hình tam giác rồi di chuyển quanh hậu điện kiếm rung lên gió rít qua phát ra tiếng lạnh lùng những lá cờ bay phần phật bỗng dưng một cây cờ trắng bốc cháy khiến ba người biến sắc vị sư huynh lớn tuổi nhất nói không được rồi kẻ đó mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều nếu cứ tiếp tục trận pháp sẽ bị phá hủy vậy bây giờ chúng ta phải làm sao xem ra phải dùng đến long ấn nếu không khó mà ngăn chặn mọi thứ đang diễn ra long ấn là pháp bảo chấn tông chỉ dùng trong tình huống nguy cấp tuy nhiên sử dụng long ấn đồng nghĩa với việc một trong ba người phải đích thân xuống giếng thi pháp trong tình thế nguy hiểm, thập tử nhất sinh. Hai người kia đắn đo. Người nhỏ tuổi nhất nói, vậy được, hai người cứ ở đây chủ trì trận pháp để việc xuống giếng cho đệ. Vị sư huynh tên Lăng Vân lập tức lắc đầu, không được, việc này quá nguy hiểm, huynh sẽ nhận trách nhiệm, mọi việc ở đây giao cho hai người. Không chờ hai người lên tiếng, Lăng Vân lấy ra một cái ấn hình rồng cổ kính. Ông tiến vào hậu điện, trong khi hai sư đệ chỉ biết đứng nhìn trong sự kính phục Ông niệm chú, điểm vào các đại huyệt để phong bế kinh mạch, buộc dây thừng vào hông, nắm chắc ấn rồng, từ từ treo xuống giếng. Phía ngoài, mọi người nghe thấy hai âm thanh, một như tiếng cóc khổng lồ, một là tiếng long ngâm uy vũ. Mọi người biết chắc bên trong đó đang diễn ra một trận ác đấu. Khói đen từ giếng nhạt dần, bị áp chế bởi ấn rồng. Bất chợt, giọng lão Triệu gầm lên từ dưới đáy giếng: "Khốn kiếp, ai dám ngăn cản ta chỉ có một con đường chết!" Lão Triệu quyết định liều mạng. Lão quay sang con cóc tin. Hôm nay con sẽ dùng linh hồn và thể xác để huyết tế cho ngài, mong ngài giúp con đạt thành sở nguyện. Con cóc phát ra âm thanh ồm ồm đầy thích thú. Sau khi thỏa thuận đạt được, Lão Triệu tự đánh mạnh vào thiên linh cái, linh hồn lập tức xuất ra. Con cóc dùng lưỡi quấn lấy người lão, nhai ngấu nghiến. Tuy nhiên, Lão Triệu đã sử dụng thủ đoạn đánh lén nhằm chiếm đoạt thần thức của con cóc. Bên trong, con cóc đau đớn gầm lên, máu mồm máu mũi hộc ra. Lão Triệu đấu tranh quyết liệt với con cóc tinh, nhưng việc này không hề dễ dàng. Tuy có thể lão sẽ chiến thắng nếu kéo dài, nhưng trong thời gian ngắn, lão không thể khuất phục được con cóc. Chiếc ấn rồng hạ xuống gần đầu con cóc, uy lực khủng khiếp. Lão Triệu hối hận, con cóc cũng dừng tay, nhưng đã quá muộn. Một tiếng kêu thống thiết vang trời, rồi mọi thứ im bặt. Mây đen tản ra, rông gió rút đi, ánh mặt trời lại chiếu xuống, đánh dấu sự kết thúc của âm mưu kéo dài suốt mấy chục năm sự kiện này đã xảy ra từ lâu nhưng đến nay ngôi nhà của lão triệu vẫn là cấm địa dù ấn rồng đã hàn gắn long mạch nhưng sự tổn thương quá lớn trong thời gian ngắn khó mà liền lại lâu lâu người ta lại thấy những dị tượng bất thường thậm chí có người còn nhìn thấy linh hồn của lão triệu vẫn làng vảng một đêm không trăng sao dưới giếng cổ nhà lão triệu một bàn tay đen kịt từ từ thò lên bám vào thành bể rồi leo ra ngoài. Ánh mắt nó âm tà liếc nhìn bốn phía, sau đó ngửa mặt lên trời hét lớn: "Ta đã trở lại, ta sẽ phá hủy long mạch nước Nam bằng mọi giá, chúng mày hãy chờ đó ha ha ha."